Sau khi mình up cái live thi đấu thì mình sẽ quay tiếp một cái live khác cho các bạn xem cái buổi phát huy chương. Các bạn ơi, các bạn nhớ giúp mình chia sẻ rộng rãi cho mọi người vào ủng hộ cái trận đấu của đoàn Việt Nam chúng ta nha. Đây là World Game 2022, rất nhiều nước trên thế giới về tham dự, và chúng ta là nước Đông Nam Á, đại diện Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Hiện tại thì Philippines tham gia hai bạn vận động viên và đã thua từ vòng ngoài. Do vậy nói về Đông Nam Á thì chỉ còn Thái Lan và Việt Nam chúng ta là đang tranh trận chung kết tại World Game 2022. Sắp rồi bạn ơi, anh Nhất sắp đánh rồi. Sau khi cái trận đấu này kết thúc thì mình xin phép mình sẽ up cái live xuống và lại tiếp tục lên một cái live mới, một cái trận đấu mới. Các bạn có muốn xem những cái trận đấu kế tiếp không? Hay là chỉ muốn xem trận của đoàn Việt Nam chúng ta thôi? Nếu mà các bạn muốn xem tiếp thì các bạn thả comment số 1 nha. Không những lẹ lẹ về mà sáng nay như mình có nói với các bạn ha,
Your guests, the medalists of honor for women's 28 kilo and women's 51 kilo will be coming up shortly. At this time, please clear the area in front of the podium so there is no delay in starting the ceremony. Mạng có lắc không cả nhà?